Đến ngày hôm nay, ngày 22 tháng 5, đa số ngư dân đánh bắt xa bờ trên biển của huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã về địa phương để sẵn sàng cho ngày bầu cử 23 tháng 5. Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định có trên 17.500 cử tri. Trong đó, cử tri là ngư dân hành nghề đánh bắt xa bờ trên biển là hơn 7.000 người. Cùng với sự tuyên truyền vận động của các cấp chính quyền và gia đình, đến nay, đa số ngư dân trên địa bàn thị xã đã về địa phương để kịp tham gia bầu cử. Các đại biểu cũng cử là giúp đỡ cho ngư dân, quan tâm cho ngư dân miền biển. Của chúng tôi là cái thứ nhất là cửa ngõ nghe vô sâu cho rộng để đi tìm nghe vô dễ dãi. Thứ nhất, thứ hai là quan tâm đến ngư dân là cái sự hỗ trợ đánh bắt xa bờ. Bên cạnh việc chăm lo đời sống ngư dân, cử tri Hoài Nhơn mong muốn các đại biểu trúng cử nhiệm kỳ này sẽ kiến nghị với Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp có cơ chế chính sách xây dựng cảng cá Tam Quan, quan tâm vấn đề ô nhiễm môi trường, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Muốn kỳ vọng là vấn đề phát triển kinh tế cho miền biển tăng lên. Vấn đề trong những bảo đề về như cái cá vệ sinh môi trường vùng Tam Bắc này. Yêu cầu nhất là vấn đề cửa biển Tam Quan thì lâu nay bị cắt bồi lấp cho nên tạo điều ra vào rất khó khăn. Ngày 23 tháng 5 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỉnh Bình Định đang hoàn tất các khâu cuối cùng để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.